chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại văn phòng của Mark Home tại 180 Vạn Phúc Hà Đông. Và quý vị có thể thấy ở đây thì không khí Noel thì đã tràn ngập ở tại văn phòng này rồi. Và chỉ còn một vài ngày nữa thôi là Noel sắp đến, cũng như là một cái Tết sắp cận kề rồi. Và hiện tại thì trên tay Ngọc Huyền đây đang là một list danh sách tất cả những câu hỏi, những thắc mắc quý vị khán giả gửi về trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì sẽ được trực tiếp chủ tịch của chúng tôi, đó là anh Lê Duy Tuấn sẽ giải đáp. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng Ngọc Huyền đi tìm anh Tuấn quý vị nhé. Xin mời. Đang làm gì đó quý vị? Xin chào anh ạ. Chào Huyền. Còn anh đang làm gì đấy? Chào quý vị và các bạn. Thì anh đang sửa soạn một số cái đồ để sắp tới phục vụ bán lẻ tại Suzu. Lúc sáng thì em cũng có trao đổi với anh là có rất là nhiều quý vị khán giả trong thời gian vừa qua ấy ạ. Thì rất là nhiều những câu hỏi về và rất là mong trực tiếp anh để có thể giải đáp cho quý vị ạ. Nhất trí thôi. Công việc cuối năm rất là bận nhưng mà cứ được quý vị và các bạn gửi câu hỏi về là tôi cũng sẽ sẵn sàng giải thích toàn bộ những cái thắc mắc của mình. Thế trong lúc này có tiện không anh? Tiện. Tiện ạ? Thế vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vừa đi, xong đó thì em sẽ đọc cái câu hỏi trả lời nhá. Ok, nhất trí Huyền. Nhưng mà trước khi mà đến với lại những câu hỏi của quý vị khán giả thì em thấy là anh đang làm cái gì chỗ này đấy ạ? Đây là anh đang bố cục lại, trang trí lại toàn bộ cái showroom từ tầng 1 đến tầng 7. Mình sẽ đầy đủ hết đấy, bao gồm sơn, bột bạ chống thấm, rồi thiết bị vệ sinh, rồi đèn chiếu sáng, kể cả sàn hộp. Đấy, sàn hộp chúng ta cũng vừa nhập về rồi. Và sắp tới sẽ trưng bày rất là nhiều để quý vị các bạn đến một cái chúng ta tham quan hay chúng ta cần mua sắm cái gì cũng có. Cái hôm trước khi mà em qua đây thì chúng ta đã có một cái vòng review toàn bộ văn phòng này rồi thì em thấy là cũng có khá nhiều đồ, hôm nay lại còn có thêm nữa anh. Đúng rồi. Thì từ giờ đến cuối năm thì mình sẽ nhập thêm rất rất nhiều, là đi chỗ nào cũng thấy các cái đồ đạc ở trong để thi công hoàn thiện một ngôi nhà. Tức là cái dự định của mình là toàn bộ những vật liệu nào mà để hoàn thiện một ngôi nhà là mình sẽ có tại văn phòng của mình. Vâng. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây chúng ta đang ở dưới tầng 1 rồi. Đúng. Còn rồi. Trên tầng 2 thì vẫn là những thiết bị giống như trước đúng không ạ? Đúng rồi. Thế chút là anh sẽ dẫn Ngọc Huyền cùng quý vị các bạn chúng ta lên xem. Vâng. Thì em vừa thấy là có một cái câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về này. Anh giải đáp luôn nhé. Ok. Đến từ chị Lê Thị Dung ở Ninh Bình ạ. Chào Mark Home, tôi dự định thì ra đầu năm nay thì sẽ gọi công ty về làm nhà. Thì cần liên hệ công ty sớm nhất là bao nhiêu ngày ạ? Nếu như mà ra đầu năm mình làm nhà thì thực ra là mình nên liên hệ công ty ít nhất tầm 3 tháng. 3 tháng. Bởi vì 3 tháng thì mình sẽ có 1 tháng là thiết kế, xong rồi đi xin cấp phép xây dựng, xong rồi chọn vật tư vật liệu và đặt cọc vật tư vật liệu đó. Thì cái khâu chuẩn bị chưa kể là mình phải phá nhà cũ, rồi là dọn dẹp mặt bằng, rồi là chuẩn bị làm lán trại để tập kết vật tư vật liệu. Thì chúng ta sẽ mất tầm 3 tháng thì sẽ có đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị. Đấy là khoảng thời gian tốt nhất. Vậy quý vị nhớ nhá, nếu như mà quý vị có nhu cầu mà muốn xây nhà thì nên là liên hệ Mark Home càng sớm càng tốt quý vị ạ. Đúng rồi. Còn lại nếu như mà gấp thì 15-20 ngày cũng được, bởi vì đội ngũ thợ và máy móc của Mark Home lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta có thời gian dài hơn thì chúng ta sẽ lên được cái thiết kế mình ưng ý hơn. Vậy thì chúng ta cùng đi tham quan tiếp rồi nhá. Đi lên tầng 2. Còn câu hỏi nào không thì anh trả lời luôn, trong tranh thủ chờ thông báo xuống. Được biết thì lúc sáng ngày á thì anh em mình có thông báo là sẽ hôm nay thì sẽ giải đáp rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả. Thì em thấy là từ trưa đến giờ rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về rồi đấy anh ạ. Câu hỏi tiếp theo nhé, đến từ anh Hoàng ạ, ở tại Bình Dương. Thì anh có hỏi là tôi được biết Mark Home tự sản xuất vật tư vật liệu vào trong công trình thi công trọn gói. Vậy thì tôi muốn lấy các vật liệu khác để làm nhà có được không? Thực ra đây cũng là cái thắc mắc của đa số nhiều người. Tức là nhiều người cứ nghĩ rằng là Mark Home có vật liệu rồi thì mọi người mặc định phải sử dụng vật liệu của Mark Home. Nhưng mà cái đấy là không đúng. Thực ra vật liệu của Mark Home là một cái để khách hàng so sánh giữa chất lượng, so sánh giữa giá thành và so sánh cái màu mã của nó có đẹp hơn so bên ngoài hay không. Còn cuối cùng vẫn là do chủ nhà quyết định. Ví dụ như chủ nhà muốn sử dụng vật liệu khác, chủ nhà muốn dùng chất liệu khác thì Mark Home vẫn thi công bình thường. Nhưng mà khẳng định với lại Ngọc Huyền cùng quý vị các bạn rằng là các sản phẩm của Mark Home thì Mark Home sẽ am hiểu và hiểu rõ tính năng, hiểu rõ chất lượng của nó hơn, cũng như thế là cái giá thành cung cấp cho mọi người nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Vâng. Cầu thang mài xuống rồi đấy ạ.
Đây, mời Ngọc Huyền với quý vị các bạn. Tranh thủ trong thang máy này thì em lại hỏi tiếp một câu nữa anh nhá. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo thì lại đến từ chị Mai ạ. Tôi đã xem rất là nhiều video của Mac Home và được biết thì công ty có sản xuất sơn cho riêng mình ạ. Thì cho tôi hỏi là chế độ bảo hành sơn bao nhiêu năm và chất lượng sơn của Mac Home có tốt không? Chị có thắc mắc về cái sơn. Vâng. Sơn của Mac Home thực ra nó rất là tốt. Sơn Mac Home thì được chính cái đội ngũ ban lãnh đạo công ty đã nghiên cứu và thuê các chuyên gia nước ngoài cùng phối hợp lên để ra một cái công thức để sản xuất. Đến bây giờ cũng tính ra cũng hơn 10 năm rồi khi mà bắt đầu đưa vào trong sử dụng và hàng nghìn công trình đã được sử dụng rồi. Thì cái sơn Mac Home nó có một cái đặc tính là thứ nhất là nó chống bám bụi và lau chùi rất là tốt. Cái thứ hai là nó chống thấm. Chống thấm nó cao cấp hơn là những cái dòng sơn chống thấm hiện tại có mặt ở trên thị trường. Và cái thứ ba là cái màu sắc của nó, màu sắc từ thiết kế ra đến thực tế nó là cùng một hệ thống, cùng một cái chỉ số. Thế nên là khi mà chúng ta phối màu hay là khi mà chúng ta sơn ra ngoài thực tế thì nó sẽ đúng cái màu của màu thiết kế của chúng ta. Đấy là một trong những cái ưu điểm. Còn về cái chế độ bảo hành thì Mac Home bảo hành sơn lên đến 15 năm. Thực ra là sơn chưa có một đơn vị nào người ta dám cam kết bảo hành. Kể cả quý vị các bạn có mua của các nhãn hàng lớn như Dulux, như Jotun, như Kova thì người ta cũng không bảo hành. Bởi vì bản chất là gì? Người ta chỉ bán sản phẩm cho mình thôi. Và cái người thợ thi công ấy thì người ta chỉ là người làm nhân công. Và rõ ràng là khi có vấn đề gì về sơn thì chúng ta không giải quyết được. Đấy, bởi vì cái đơn vị bán sơn thì người ta nói sẽ là do người lăn sơn kém chất lượng hay là không đúng quy trình. Còn người lăn sơn người ta sẽ đổ cho cái sơn này là sơn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi vậy là cuối cùng là chủ nhà là người chịu thiệt thòi. Đấy, em hình dung là khi mà sử dụng sơn ở bên ngoài là nó gặp rất nhiều cái rắc rối đó. Còn khi làm với Mac Home thì rõ ràng là toàn bộ cái chất lượng là đều là do Mac Home. Dạ. Nên là chúng ta yên tâm rằng là bảo hành, bảo trì, vận hành sẽ là do Mac Home. Nên là chúng ta không lo về cái chất lượng sơn. Đấy, để nói về chất lượng sơn thì Mac Home tự tin là chất lượng của nó tốt so với lại những cái đơn vị cao cấp hiện nay. Dạ. Đây là những cái bồn tắm nằm. Bồn tắm nằm cũng khá là chất lượng. Sắp tới thì anh có định thay đổi gì về cái khu vực này không? Có, sắp tới thì anh sẽ lấy thêm một số những cái mẫu mã về bồn sục sông hơi và một cái công hàng về thiết bị vệ sinh cũng đang trên đường về. Đến thứ hai tuần tới là sẽ đầy hết từ vòi rồi đến thiết bị vệ sinh và anh sẽ làm thêm một số những cái phòng sông hơi ướt, sông hơi khô ở đây để quý vị các bạn trải nghiệm. Đặc biệt là cái thiết bị vệ sinh ở Mac Home ấy, thì trong showroom của chúng ta thì chúng ta sẽ chia nó ra làm nhiều các không gian. Đấy, ở trên cái tầng 3 là anh sẽ làm ra cái không gian, mỗi một không gian thì sẽ có những cái đồ dùng ở trong đó. Tức là sẽ có 5 cái không gian tổng thể. Trong đấy sẽ bao gồm cả giá thành, bao gồm cái cách trang trí, cái cách ốp lát gạch. Thì mọi người thích cái nào, mọi người thích chọn một cái là Mac Home thì thi công đúng cái mẫu mã đấy vào trong công trình của mình. Và phía trên thì cũng đang triển khai thi công cái kệ gạch mẫu. Kệ gạch trưng bày thì sau này sẽ có đầy đủ các cái gạch ốp lát, rồi gạch trang trí, gạch điểm nhấn, gạch CNC sẽ có hết ở trong showroom. Quý vị các bạn bước đến showroom Mac Home là khác hoàn toàn. Bởi vì trong showroom của Mac Home thì chúng tôi không thiên về bán lẻ rất là ít, chủ yếu là nơi để khách hàng trải nghiệm, để so sánh, đánh giá và lựa chọn. Khi mà chúng ta làm nhà thì chúng ta phải được sờ, được cầm, được nắm, được thấy thì chúng ta mới biết là cái chất liệu đấy sau này vào công trình của chúng ta có tốt hay không. Chứ còn chúng ta hình dung ở trên điện thoại, trên online, dĩ nhiên là nhiều người không thể nghĩ ra được cái chất liệu ở bên ngoài Mac Home sử dụng là gì. Đó là cái mà anh muốn mở ra các showroom tại các tỉnh thành để cho quý vị các bạn xem. Em thấy là thực ra Mac Home của chúng ta ấy không chỉ có nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước đâu, mà ngay từ khán giả đang ở bên tại nước ngoài thì cũng rất là quan tâm. Thì em đang muốn hỏi anh một cái câu hỏi mà đến từ một anh tên là Dũng ở Đài Loan ạ. Thì anh nói là tôi đang làm việc bên Đài Bắc này thì cũng thường xuyên xem kênh của Mac Home, rất là thích rồi. Dự định thì sang năm thì sẽ về nước làm nhà cho bố mẹ nhưng mà lại không có thời gian để có thể trông coi, giám sát. Mà bố mẹ tôi thì cũng đã già rồi, vậy thì không biết là có được không? Thực ra là khách hàng của Mac Home ở bên nước ngoài khá là đông. Dạ. Hiện tại thì đang chiếm đến 40%. Tức là trong đấy thì ví dụ như chúng ta có 100 khách hàng, đến 40 người là đang sinh sống ở nước ngoài. Và hầu hết mọi người bên nước ngoài thì không gặp trực tiếp để ký hợp đồng hay là không trực tiếp để giám sát công trình, nhưng mà Mac Home vẫn thi công bình thường. Dạ. Đấy, tức là bây giờ thì cuộc sống chúng ta là
thời đại 4.0 rồi, sắp sửa chúng ta sang 5.0 rồi, nên là chúng ta không lo cái vấn đề là ở đâu, ở xa nhau hay là ở bên nước ngoài, ở bên nước này nước kia mà chúng ta không làm được, mà mọi thứ chúng ta đều làm việc qua online hết rồi. Nên là anh có ở đâu thì đội ngũ MacHome vẫn triển khai bình thường và vẫn đảm bảo về cái tiến độ cũng như thể chất lượng của công trình theo đúng những cái gì mà MacHome đã cam kết. Dạ vâng. Chúng ta thì đã được có rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả rồi này. Ở nước ngoài có này, trong nước có này. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến với một vị khán giả mà ở Bạc Liêu, gần như là cuối cùng của Tổ quốc rồi ạ. Thì khán giả có một câu hỏi là nhà tôi ấy thì bốn xung quanh là nước này, đi rồi lại bằng cầu khỉ rất nhỏ, muốn cất nhà liệu công ty có về chỗ tôi làm không? Vì nhà nhỏ mà lại ở xa nên là tôi rất muốn nhờ công ty thi công trọn gói ạ. Tại Bạc Liêu hay là tại Cà Mau hay tại Cần Thơ thì MacHome cũng làm rất nhiều, có những công trình là ba mặt là sông nước, bốn mặt là sông nước và vận chuyển vật tư vật liệu lúc đấy qua đúng có một cây cầu khỉ thôi. Đấy, gần như là chưa được một mét, thế nên là xe cộ từ xe bê tông tươi đến những cái xe vận chuyển vật tư vật liệu gần như không vào được mà phải đi bằng xuồng, bằng ghe. Nên là quý vị các bạn luôn yên tâm là kể cả chúng ta ngoài đảo Lý Sơn, ngoài Phú Quốc hay là ở nơi tận cùng của hải đảo thì MacHome vẫn có đội ngũ để triển khai bình thường, nên là chúng ta không lo. Chỉ có một cái quý vị các bạn hãy nên để ý một chút là khi mà những công trình mà chúng ta làm bên ngoài hay là cái vị trí chúng ta vận chuyển vật tư vật liệu của nó xa thì sẽ tính thêm cái công vận chuyển. Đấy, nhiều khi là phải vận chuyển bằng xe máy. Đấy, nhiều khi là phải vận chuyển bằng xuồng, bằng ghe. Thì một cái gói vận chuyển đấy nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 15-20 triệu thôi. Nó cũng không quá nhiều. Nên là chúng ta cũng yên tâm về cái đơn giá cũng như biện pháp thi công của nó giống nhau. Dạ. Em thấy là cái câu hỏi tiếp theo nó rất là phù hợp với chúng ta trong cái khung cảnh này ạ. Anh đến từ anh Lê, 50 tuổi, ở ngay tại Hà Nội thôi anh nhé. Thì anh cũng biết là hôm nay thì mình đã về cái showroom này và mình giới thiệu ấy. Thì anh có một cái câu hỏi muốn gửi lên là tôi rất muốn tham quan showroom và một số công trình bên công ty xây rồi và muốn quyết định ký hợp đồng thì có được không? Và địa chỉ công ty mình ở đâu? Chắc là anh cũng có theo dõi MacHome rồi. Thì hiện tại thì địa chỉ của MacHome tại Hà Nội thì có 180 Vạn Phúc Hà Đông này, và hai là tại tòa nhà CC2A Thanh Hà Bắc Linh Đàm. Đấy là hai cái trụ sở chính của MacHome tại Hà Nội. Còn lại trong thành phố Hồ Chí Minh thì MacHome có 162, 164 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là những cái địa chỉ showroom lớn nhất của MacHome. Ngoài ra thì những địa chỉ showroom bé của MacHome thì tôi có ghi ở trên những cái trang web hay là trên những cái kênh chính thống của MacHome đấy. Thì quý vị các bạn nếu mà có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp và tôi cũng sẽ có mặt để đón tiếp cũng như thế là đưa quý vị các bạn đi một vòng để chúng ta tham quan. Còn những công trình mẫu của MacHome cũng có rất nhiều, tại Hà Nội cũng có rất nhiều. Hà Nội, Hà Đông hay bất kỳ nơi đâu chúng ta cũng có. Nên là quý vị các bạn mà muốn xem qua thực tế thì cứ liên hệ MacHome. Chúng tôi sẽ có người để đưa quý vị các bạn chúng ta đi hết những công trình này đến công trình khác. Miễn là chúng ta thích là MacHome cũng sẽ đáp ứng ngay. Đây thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực là cửa nhựa. Đây là sàn gỗ này. Sàn gỗ này ạ? Vừa nãy em đang thắc mắc là không biết cái sàn gỗ là ở đâu. Thì cái bảng màu thì chắc là màu nào cũng có đúng không? Màu nào cũng có, màu lông chuột, màu cánh rán, màu veneer, tất cả đều có. Thế thì theo như anh nhá, hiện tại bây giờ đang xu hướng ấy, thì người ta sẽ lựa chọn cái màu sắc nào nó theo anh thì ngày xưa thì dĩ nhiên là chúng ta thường hay chuộng những cái màu gỗ tự nhiên như thế, màu đỏ, màu nó thiên về gỗ tự nhiên, tức là thiên về đỏ. Quý vị các bạn thì cứ hình dung là tầm 5 năm 10 năm trước thì cái sàn gỗ chúng ta thì thường là sàn gỗ hương. Đấy, nên là cái sàn gỗ công nghiệp mọi người cũng sẽ chọn nó thiên giống như cái màu sàn gỗ hương. Đấy, tức là nó hơi đỏ, hơi nâu một chút, nhưng mà với hiện đại ngày nay thì chúng ta đang thiên về những cái màu như màu lông chuột. Đấy, màu ghi. Đấy, những cái màu nó không phải là nó rộ lên cái màu sắc màu trắng hay màu đỏ hay màu gì cả, mà nó hơi thiên về những cái màu nó trầm tính. Nó trầm tính hơn, tức là màu ghi, màu lông chuột hay là màu, thậm chí là những cái màu như màu xám cũng đã đang là cái xu hướng mốt. Bởi vì khi mà chúng ta lát những cái sàn đó thì những cái đồ đạc chúng ta để trong phòng nó sẽ không bị tranh chấp màu. Ví dụ như cái chăn ga em sử dụng là chăn ga họa tiết hoa văn, hay là những cái bộ đồ chơi hay là những cái tranh ảnh em sử dụng nó có quá nhiều màu, thế thì cái sàn của chúng ta nó là cái để dung hòa được những cái màu sắc đó. Nên là nó khá là được mọi người lựa chọn. Trong lúc đang chờ thang máy thì em lại hỏi anh tiếp một câu nữa nhé.
Câu tiếp theo đến từ anh Hùng, 45 tuổi tại Quảng Bình. Anh này thì đang sống và làm việc tại Hàn Quốc ạ. Tôi rất muốn ký hợp đồng với công ty và ra đầu năm thì sẽ làm, nhưng mà không về nước được thì phải làm như thế nào? Ở nhà thì còn bố mẹ nhưng mà cũng cao tuổi rồi ạ. Anh Hùng đang bên nước nào nhỉ? Ở bên Hàn Quốc anh ạ. Anh Hùng bên Hàn Quốc à? Bên Hàn Quốc thì Mark Home cũng có ký kết hợp đồng online bình thường mà. Thì anh cứ liên hệ đến số online Mark Home thì chúng tôi sẽ lên thiết kế và gửi báo giá cho anh. Anh đồng ý thì mình gửi một bản fax, anh ký vào đây gửi lại trực tiếp vào công ty là được. Nên anh ta cũng không lo. Ở trên này là không gian, em thấy là sàn hộp đúng không ạ? Ừ, đây là... Ôi, rất nhiều. Trên tầng 3, tầng 3 thì... Sơn này. Đây là sơn. Mỗi tuần thì sẽ nhập 1 đến 2 công. Đấy, có tem chống hàng giả và cái này khá là nặng, 18kg. Đấy, Huyền này chắc chắn nó không nâng được cái thùng sơn này rồi. Nó nặng quá trời. Và cái chất liệu bên ngoài sàn hộp là anh đang sử dụng cái nhựa 7 màu. Nó đắt tiền hơn và trông hiện đại hơn. Đấy, hầu hết như mọi người đều đang sử dụng cái ép nhiệt, cái thùng ép nhiệt. Còn đây là mình sử dụng cái công nghệ nó cao cấp hơn. Vâng. Sắp tới thì anh sẽ đưa một số cái thùng lon sắt vào. Vâng. Còn bên này là sàn hộp Mark Home này. Đây, logo đây. Thì trong tất cả các cái sản phẩm này khi mà vận chuyển đến công trình thì đều được bọc ni lông. Và tất cả các hộp thì đều có logo hay là mã quét vạch để quý vị các bạn có thể là kiểm tra qua. Dạ. Anh ơi, nhân lúc mà chúng ta đang ở cái khu vực không gian sàn hộp này ạ, thì em lại cũng có một cái câu hỏi từ một vị khán giả nó cũng liên quan đến cái sàn hộp này ạ. Ok. Dạ vâng. Đến từ anh Nghĩa tại Bình Thuận. Anh nói là tôi đã thấy là công ty ra mắt sàn hộp không dầm loại mới, nhưng mà vẫn đang phân vân về độ bền này cũng như là chất lượng của loại sàn này. Mặc dù là rất thích vì không có cột trong nhà, nhưng mà cho hỏi thì sau này nhà tôi làm khoảng tầm 130m2 một sàn thì có làm được cái sàn này hay không? Hiện tại thì để mà áp dụng cho những công trình nhà dân diện tích bé thì chưa một đơn vị nào làm. Thì hiện tại chỉ có một mình Mark Home là đơn vị tiên phong. Thì khi mà chúng ta ra cái sàn hộp này ấy, cái mà đa số mọi người đang hiểu nhầm là cái sàn hộp này nó là cái chịu lực, nhưng không phải. Sàn hộp này nó chỉ là một cái sàn mang cái hình thức là rỗng ở trong cái sàn của chúng ta thôi. Tức là nó là cái thể tích nó chiếm và nó chiếm một cái thể tích rỗng ở trong sàn. Còn về kết cấu thì chúng ta vẫn là bê tông một con thép. Dạ. Đấy, cái sàn của chúng ta thực chất nó lúc đấy nó đang cao là tầm 25cm. Sàn bình thường của chúng ta đang là 13,5cm. Thì toàn bộ trong cái kết cấu chúng ta nó vẫn là bê tông con thép. Chẳng qua là cái sàn mà chúng ta đưa vào để nó không chiếm chỗ bê tông. Dạ. Nó sẽ có những cái ô để cho nó rỗng bê tông để nó nhẹ cái sàn hơn. Còn về cái độ rắn cứng thì nó hoàn toàn là như nhau. Nên là chúng ta luôn yên tâm. Và ngoài ra thì người ta đã làm đến sàn bóng rồi. Đấy, không phải là mình sàn hộp mà có những cái quả bóng. Thực chất cái bóng ấy nó không phải là cái chịu lực. Nhiều người cứ nghĩ rằng là cái nhựa này làm bằng sắt thì tốt hơn. Nhưng bản chất là sắt hay nhựa nó không phải là mục đích chính. Mà mục đích chính là nó là cái để tạo rỗng. Đấy, tạo rỗng cái bê tông không vào được phía bên trong. Đấy, tức là chúng ta chỉ vào được đâu đấy tầm cỡ khoảng 7 phân. Và còn lại chúng ta đang là sàn rỗng. Đấy, mọi người hiểu hình dung là bên trong của chúng ta là rỗng toàn bộ. Và kẹp giữa hai lớp đấy là sắt và bê tông. Nên là nó vẫn rất là rắn chắc. Nên chúng ta không phải lo, không lo về cái kết cấu. Cái kết cấu này thì chúng ta đã được thẩm định kiểm nghiệm bởi các nước chuyên gia nước ngoài rồi. Và cũng có giấy phép đầy đủ hết. Và các nước ngoài người ta đã sử dụng cách đây hàng trăm năm rồi. Việt Nam thì những công trình lớn như khách sạn, như những cái trung tâm sự kiện thì người ta cũng đã sử dụng sàn hộp này cũng rất là lâu rồi. Và đến bây giờ thì Mark Home đang là đơn vị tiên phong áp dụng vào trong các nhà dân. Nên là đấy là sự khác biệt. Và chắc chắn là quý vị các bạn sử dụng sàn hộp này chúng ta không lo về cột, về dầm ở trong nhà. Không lo là giữa nhà tự nhiên lại mọc lù lù một cái cột nó rất là chướng mắt. Những ngôi nhà mà diện tích khẩu độ nó tầm 7m trở lên hay 8m trở lên, tự nhiên nó lại có một cái cột giữa nhà thì chắc Ngọc Huyền không thích đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Đi chúng ta lên tầng trên đi. Dạ. Lúc đầu tiên nhé, khi mà em đang thực sự rất là ngại khi mà lúc mà anh đang bận làm như này ấy, xong tự nhiên em vào em mang những câu hỏi từ quý vị khán giả vào để hỏi anh ấy, thì lúc đấy là em cũng sợ là anh cũng bận và cũng sợ phiền ấy. Nhưng mà khi mà đến đây nhé, và đặc biệt câu hỏi vừa rồi chẳng hạn, khi mà khách hàng hỏi đâu á mà chúng ta đây có sẵn cái thực tế như thế này ấy, có sẵn để luôn, quý vị có thể trải nghiệm, thì em thấy là nó vô cùng thú vị ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì khi mà khách hàng đến ký hợp đồng thiết kế với là các kiến trúc sư của Mark Home ấy,
là mọi người sẽ được trải nghiệm luôn những cái sản phẩm. Đấy, chúng ta sẽ để mọi người trải nghiệm các cái sản phẩm mà chúng ta có. Thì làm như vậy thì khách hàng rất là thích. Bởi vì bản chất là nếu như làm một cái nhà mà chúng ta để đi ra bên ngoài cửa hàng chúng ta mua vật tư vật liệu mà cuối cùng lại đưa cái đơn giá chủ nhà phải mua cái giá cao hơn thì rõ ràng không ai muốn. Vâng. Nên là cái mục đích của Mac Home khi mà sản xuất ra vật tư vật liệu là muốn khách hàng là tiếp cận với lại cái giá thành nó rẻ hơn. Vâng. Tầng này thì sẽ là tầng nhân viên đúng không ạ? Đây là trên tầng 6, tầng 6 thì phòng làm việc. Tầng 4, tầng 5, tầng 6 là nơi mọi người làm việc tại các văn phòng thôi. Thực sự thì hôm mà em đến đây thì thấy chỉ có một vài người, hôm nay thấy khá đông rồi anh ạ. Dần dần thì chúng ta sẽ đông, ở các văn phòng thì dần dần thì sẽ đông. Đi lên tầng trên đi. Tầng này chúng ta đi bộ đi, cho nó khác. Đi bộ ạ? Dạ. Câu hỏi tiếp theo anh ơi, đến từ chị Huyền, 28 tuổi ở Tuyên Quang. Chị có hỏi là: chào công ty, cho tôi hỏi thi công chọn gói nhưng có một số hạng mục nhà tôi muốn tự làm có được không? Vì anh em họ hàng gần nhà tôi cũng làm xây dựng nhiều, biết gia đình tôi sắp làm nhà nên họ có sang xin làm một số việc. Dạ. Cái này thì mọi người thi công chọn gói thì nhiều người người ta đang nghĩ rằng là phải xong toàn bộ tất tật. Tức là tất tật các hạng mục từ bên ngoài đến bên trong, nhưng mà thực ra là không đúng. Thực ra là khi mà Mac Home lên một cái thiết kế, mọi người ưng rồi, Mac Home sẽ gửi cái báo giá bao gồm đầy đủ các hạng mục để hoàn thiện một căn nhà. Và mọi người sẽ là người tích chọn. Ví dụ như mọi người có người quen mà làm cửa thì không muốn Mac Home thi công phần cửa đấy thì chúng tôi cũng sẽ trừ ra. Dạ. Không tính chi phí ở trong đó. Hay là sơn, hay là thạch cao, hay là sàn thì đều được hết. Đấy, thì chúng ta thi công chọn gói dựa trên cái tinh thần là hai bên phối hợp cùng với nhau, cùng hỗ trợ nhau để có một căn nhà ưng ý nhất. Nên là mọi người mà quý vị các bạn mà muốn tự thi công hạng mục nào thì cứ báo trước thôi. Trước khi chúng ta làm hợp đồng, chúng ta sẽ có cái mục ký vào trong cái dự toán báo giá. Tiếp theo anh nhé, xin hỏi Mac Home ạ, có cải tạo nhà cũ hay không? Nhà tôi một tầng và nay thì tôi muốn giữ lại hiện trạng, lên thêm một tầng nữa. Vì ngày xưa thì tôi làm móng rất kiên cố nên là nếu như mà phá nhà đi cũng rất tiếc. Câu hỏi này thì đến từ anh Tình, 51 tuổi tại Bắc Ninh ạ. Tức là anh đang muốn hỏi là có cải tạo lại nhà đấy anh. Có cải tạo lại nhà không? Mac Home này có cải tạo và có sửa sang lại nhà. Ví dụ như những nhà mà chúng ta không muốn đập đi xây mới. Dạ. Mọi người là muốn tận dụng lại cái khung xương nhà cũ, hay là mọi người muốn là sửa sang lại thì Mac Home cũng có cái gói cải tạo. Gói cải tạo thì đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư Mac Home sẽ xuống thực tế để khảo sát qua xem là cái âm ở trong tường như thế là đường điện, đường nước nó có ổn định hay không, hay là những vị trí nào của tường nó bị bong chóc, bong rộp cần phải tháo gỡ ra để thay thế mới thì chúng tôi sẽ khảo sát qua và lên báo giá. Thì toàn bộ cái công việc về cải tạo thì Mac Home cũng có thi công rất là nhiều. Hiện tại trên các công trình như tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì Mac Home cũng có thi công cải tạo rất nhiều, nên là anh không phải lo về cái vấn đề là Mac Home có nhận cải tạo hay không. Câu hỏi tiếp theo đến từ anh Lâm tại Thái Nguyên. Được biết thì Mac Home thi công nhà rất đẹp và cũng là đơn vị rất lớn ở tại Việt Nam. Vậy thì Mac Home cho tôi hỏi khi thi công thợ xây của công ty ăn ở đâu và tay nghề thợ như thế nào? Tôi muốn thuê riêng thợ làm nhân công có được không? Thứ nhất là Mac Home không làm nhân công. Đấy là khẳng định với quý vị và các bạn rằng là chúng tôi chỉ làm chọn gói thôi. Tức là chọn gói chúng tôi sẽ bao gồm từ khâu thiết kế này, khâu xin cấp phép xây dựng này, khâu thi công và khâu vận hành, bảo hành, bảo trì sau này. Còn lại là mình nhân công xây dựng thì dĩ nhiên là có rất nhiều các tổ thợ thì mọi người có thể thuê. Còn đối với Mac Home thì các cái tổ thợ của Mac Home là chỉ đi làm chọn gói. Dạ. Và cái thứ hai nữa là tay nghề cũng như thể là cái chuyên môn thợ của Mac Home thì quý vị các bạn luôn yên tâm. Dạ. Không những là đội ngũ giám sát này, đội ngũ thanh tra này và đội ngũ xây dựng thì làm qua quá nhiều công trình rồi. Dạ. Và mọi người đã được đào tạo chuyên sâu qua nên là thợ làm rất là nhanh. Không giống như tại những miền quê là thợ sẽ nhận 10 hay 15 công trình làm cùng một lúc, mà Mac Home chỉ làm duy nhất một công trình. Từ cái lúc động thổ đến lúc cất nóc, bàn giao xong sẽ chuyển đi đơn vị, chuyển đi ngôi nhà khác. Dạ. Nên là nó tiết kiệm thời gian cho chúng ta rất là nhiều. Dạ. Và hai nữa là mọi người đã được truyền tải, đã được truyền đạt, đã được tư vấn qua cái cách phục vụ rồi. Nên là mọi người thợ xây cũng với cái tinh thần làm việc cũng như cái trách nhiệm khá là cao.
Chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi, thì em hỏi nốt anh nhé. Ok. Câu hỏi này thì đến từ chị Hồng tại Sóc Trăng. Và em nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều quý vị khán giả đang quan tâm đấy ạ. Rồi. Chào quý công ty, em dự định cất nhà nhưng không biết cách tính giá thành sao cho đúng. Vì xem trên mạng thì mỗi mẫu nhà một giá này, nên là muốn hỏi công ty cách tính tiền ngôi nhà gần đúng nhất để em chuẩn bị tiền và gọi công ty để cất nhà. Cái cách tính tiền gần đúng nhất thì thực ra để mà tính tiền đúng ấy thì quý vị và các bạn hình dung là chúng ta phải có cái hồ sơ thiết kế. Đấy, có hồ sơ thiết kế thì lúc đấy trên máy chúng ta sẽ bóc tách ra hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi, bao nhiêu sắt, thì từ đấy thì chúng ta sẽ tính được ra cái giá tiền. Đấy, còn để mà chúng ta tính cái hình thức tương đối nhá, tương đối thôi, thì quý vị và các bạn có thể nhân theo mét vuông. Ví dụ như bây giờ hiện tại là 1 mét vuông đang dao động ở tầm khoảng 6 triệu đến 7 triệu là chúng ta đã hoàn thiện rồi. Một công trình tôi cứ cho là một công trình 2 tầng, 2 tầng mái Nhật bình thường, diện tích là tầm 200 mét vuông 2 sàn đi. Mỗi sàn là 100 mét vuông thì chúng ta nhân với lại 6 triệu, 7 triệu nó rơi vào tầm 1 tỷ tư. Đấy, 1 tỷ tư. Đấy. Còn nếu như nhà nào mà phát sinh thêm ép cọc thì chúng ta sẽ tính riêng ở bên ngoài. Đấy, thì nó dao động vào cái chi phí của nó gần như là đúng. Gần như đúng, còn lại nó sẽ phụ thuộc vào vị trí chúng ta xây dựng, cái thời điểm chúng ta xây dựng, và trên cái công trình của chúng ta có nhiều phào chỉ, có nhiều phù điêu hay không thì cái giá thành nó cũng sẽ khác hơn một chút. Dạ. Câu hỏi cuối cùng ấy nhá. Ừ. Và đến từ anh Dũng ạ, 36 tuổi tại Nghệ An. Không thấy bên mình báo giá sân vườn. Tôi dự định là ra đầu năm làm nhà nhưng mà sân vườn nhà tôi rất rộng. Thì muốn hỏi là công ty cách tính tiền sân vườn như thế nào để chuẩn bị tài chính trước ạ? Tính tiền sân vườn thì nó rất là dễ thôi. Hầu hết các sân vườn của Mark Home thì về cái nền sân thì Mark Home đều có đổ bê tông. Hay đổ bê tông thì chúng ta tránh sụt lún, rồi chúng ta có đi một lớp thép phi 8 hoặc là phi 6 để chúng ta giữ cái nền móng của chúng ta khi mà ô tô đi lên nó không bị sụt, không bị lún trên cái nền của chúng ta. Còn về cái đơn giá thì nó cũng rất là dễ tính. Nếu như về cái chi phí của cái hàng rào chúng ta thường đơn giá nó sẽ dao động ở tầm khoảng 4 triệu một mét dài. Đấy, 4 triệu một mét dài, trong đấy đã bao gồm tất tần tật rồi, vật liệu, nhân công hoàn thiện, và hàng rào của chúng ta thì sẽ cao tầm cỡ 1m8 đến 2m2. Đấy, và có sử dụng những cái điểm nhấn, điểm trang trí, thì khi mà làm được Mark Home cũng sẽ gửi cho quý vị các bạn cái hình mẫu cái hàng rào, cái sân vườn, và có kèm luôn báo giá. Nên là để mà chính xác hơn thì chúng ta phải khảo sát xem là hàng rào và sân vườn chúng ta rộng như thế nào. Còn về báo giá bình thường thì nó sẽ dao động ở tầm khoảng 4 triệu đến 5 triệu một mét dài. Tính đến mét dài. Tính theo mét dài. À. Vâng, đấy là toàn bộ câu hỏi gì mà em đã tổng hợp từ suốt ra trong thời gian vừa qua cũng như ngày hôm nay khán giả đã gửi về rồi anh ạ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn quan tâm đến Mark Home. Mặc dù là trong cái thời điểm Tết này cũng khá là nhiều việc. Dạ. Mark Home đang hoàn thiện hàng trăm công trình để bàn giao cho mọi người về nhà mới. Và nhân tiện đây thì tôi cũng có gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ Mark Home trong suốt thời gian vừa qua. Dạ, vâng ạ. Và nếu như mà vẫn một câu nói rất là thường ngày và rất là quen thuộc rồi. Nếu như mà quý vị nào nhé mà đang có nhu cầu thiết kế hoặc là muốn thi công trọn gói trong nhà của mình ạ, thì hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của Mark Home chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất quý vị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Hình của ngôi nhà, đấy, một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt. Quả thật là với những căn nhà của miền Tây thì em thấy cái vui. Anh lại đi một xíu để cho anh.